chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Trung Tính Lê của mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục làm một món về víu các bạn. Thì cái clip trước là mình víu là mình có động vật đi trên cạn nha các bạn, là vú dê. Thì hôm nay thì mình sẽ chuyển sang hải sản các bạn. Đặc trưng kênh của mình là review các món hải sản ha. Thì hôm nay mình có 4 con ốc vú nàng. Các bạn nhìn nó bò nè. Nhìn biết không? Đấy, còn sống hết nha các bạn. Bốn con ốc vú nàng. Đấy. Tất cả đều còn sống hết. Bốn con ốc này là 2,2 kg chấm bạn. Nhìn có vẻ hấp dẫn đó. Đây, bốn con 2,2 kg. Ốc vú nàng. Cái phần dưới này các bạn nhìn nó rất giống con bầu ngư các bạn. Đây là cát nè. Này chắc chút phải rửa. Chắc chút phải rửa sạch rồi, xì nước là đụng xì nước nó. Cái mặt dưới này chắc phải chà rửa kỹ với các bạn. Nó có cái nắp, các bạn nhìn xem nó có cái nắp nè. Cái nắp này là mềm, nó thụt vô trong. Thụt vô trong vậy đó, đó. Hút nó thụt vô nè. Mất tích luôn. Gọi ốc vú nàng. Thì con ốc này gọi là ốc vú nàng, một số nơi thì gọi là ốc nón các bạn. Đấy, thì tùy khu vực mà nó có tên gọi khác nhau ha. Đấy, ốc vú nàng hoặc là ốc nón, như cái nón nè, như cái víu luôn, đấy. Hoa vàng trên này đẹp lắm. Con này nó sao nó mất cái mai, cái phần ấy trên này này. Đây. Bốn con 2,2 kg là bự lắm các bạn. Đây các bạn. Con này bự nhất nè. Đây. Thì hôm nay sẽ thưởng thức ốc vú nàng xe ti. Đấy. Các bạn đợi mình hấp nó lên hả các bạn ha, rồi mình sẽ review cho các bạn xem. Rồi đó các bạn, mình đã luộc rồi, luộc chứ không phải hấp nữa. Thì con này á, hồi nãy mình cứ gọi điện hỏi thì họ nói là con này hấp khoảng 25 cho tới 30 phút. Đấy. Thì và cái khi mà ấy thì phải đập cái này ra, nhưng mà lúc nãy mình hấp bà rồi. Nên là gọi điện trễ quá. Đấy, thì khi hấp xong rồi mình lấy cái độ mình quẹo được chút nè, không thôi là nó thụt vô, có một con thụt luôn bạn. Có một con thụt nó mất tiêu luôn. Đây con này. Con này thụt vô trong nè. Họ nói là phải lấy búa đập cái đầu này ra. Đập cái đầu này cho có hơi ra thì nó sẽ thọt ra. Còn những cái con này á thì mình đã khều ra được rồi nè, các bạn nhìn nè. Đấy. Ha, thì mình sẽ hôm nay mình sẽ ăn với hai loại nước chấm các bạn, một cái là muối tiêu xanh. Một cái là muối ớt đỏ. Muối ớt xanh, một cái là muối ớt đỏ. Đây. Mình mua nè bạn, đây là cái bi mình mua nè. Ốc vú lớn 2,2 kg, 4 con 340 1 kg là 748 cộng với 30.000 xếp 778.000. Đây. Mùi thì thơm thơm bạn. Thơm thơm mùi rêu á. Đây là con bự nhất nè. Rồi bạn, để mình ăn trước một con nha. Cái này ở nhà không còn không có dưa leo. Xoay. Đây. Ra nguyên cục nè bạn. Nó nhỏ xíu vậy hả ta. Đây là cái phần bụng nè, cái phần đầu nó. Phần đầu nó có hai cái mép này bạn thấy không? Hai cái mép nè, giống như cái mồi á. Phần bụng nè. Không biết cái này ăn được không biết, chắc được, có như các loại ốc khác thôi. Thử nha bạn. Đắng đắng ta, hay là chỉ ăn cái đầu hay bỏ cái ruột? Đắng đắng kỳ vậy. Như con ốc hay mình bỏ cái này đi, cái ruột này ra đi cho nó chắc ăn ha. Bỏ cái ruột này ra bớt đi bạn. Mình ăn nó dài.
Rồi chấm thử rồi. Ngay đây mình sẽ nói bạn, cái ngày đầu tiên mình sẽ nghe kỹ nha. Cái phần này các bạn, mình ghim vô, nó ghim. Cái phần trắng trắng này nè, đây, từ cái phần này tới phần này, nó dai và nó ngọt. Nó ngọt cực kỳ các bạn ơi. Nó ngọt lắm. Các bạn càng nhai nha, nó càng ngọt. Nhớ bỏ phần này các bạn, cái phần này ăn đắng đắng đắng, ngọt quá. Nay quay clip ở trong nhà bạn không có chạy đâu nên là uống bia nha bạn. Nếu bạn uống bia thì hạn chế lái xe ra ngoài đường để bị phạt nha bạn. Ngon các bạn ơi. Nó giòn mà nó ngọt gì đâu á. Mình nghĩ cái phần này nè, chắc là dai dữ lắm rồi không. Nhìn nó cứng, nó săn lại á. Nó ngon, giòn. Ngon lắm. Nó giòn. Mình xin nhắc lại nha các bạn, cái con ốc này á thì nó có nhiều tên gọi tùy thuộc vào vùng miền đấy, nên là mình nói tên những cái tên gọi của nó mà mình biết nha các bạn. Thứ nhất là ốc du nè, ốc du nè. Thứ hai là ốc nón. Thứ ba là ốc vỗ. Đấy, lúc mà mình đăng cái này lên trên cái trang bán hàng của mình á, cái này mình không bán nha bạn, lúc mình đăng cái trang bán hàng thì có một người comment là tên là ốc vỗ đấy. Thì ốc vú thì các bạn nhìn nó như cái vú mình đúng không, thì ốc nón thì nó như cái nón lá mình đó là ok. Còn ốc vỗ thì tại sao cái ốc vỗ thì mình không biết đấy. Thì có nhiều lần mình ăn những loại hải sản các bạn, tùy vùng miệng mình kêu cái tên này, ví dụ như cái đặc trưng với mình đó, thì chỗ khác nói mình không biết hết trơn. Con ốc này kêu cái này mà kêu tên tên A mà kêu tên B kêu tên A đó đấy, nên là xảy ra sự tranh cãi đó. Nên là bây giờ thì tùy thuộc vào mọi vùng mà nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau các bạn, chứ không phải là cách gọi của các bạn là đúng, cách gọi của người khác là sai ha. Con ốc này mà chà rửa ra nhìn đẹp lắm á. Ốc bự này chắc dài dữ lắm. Con này nó thuộc vô trong ốc tiêu nè. Chút nữa lấy búa đập ra. Con này thì cũng nếu mà nó không thuộc vô trong thì cũng dễ lấy ra lắm. Chỉ cần xoay vòng. Xoay vòng. Đấy. Thì các bạn bỏ cái này nữa bạn. Cái phần này các bạn nên bỏ nha. Đây nè. Thì nãy mình ăn thì không biết là cái lần đầu tiên mình ăn không biết là có ăn được hay không. Nãy mình ăn thử thì thật ra là cái phổi các bạn. Phổi với cái bao tử nó gì đó. Cái mang này nó có những cái viết giống như mang nè. Để mình ăn thử một miếng thì thấy nó đắng đắng.
Thôi bỏ đi cho chắc cú. Cái phần trắng này nè bạn, các bạn nhìn thấy cái phần trắng nè, cái phần trắng từ đây tới đây nó dai mà nó ngọt như kiểu mà các bạn biết, các bạn sò mai mà cái phần còi sò mai á, đấy nó ngọt. Đây mình sẽ cắn một phần nữa, mình cảm nhận lần nữa rồi. Dài không? Ăn như còi xoài mái á. Con này 4 con 2 cái mấy. Con chắc cũng là trung bình, con này chắc cỡ 6 lạng, ba con này cứ 6. Con này chắc 7 lạng. Thật ra nó vỏ nó nặng thôi chứ. Ngon. Cái ngon này dai giòn. Giòn. Còn cái bằng trắng trắng mình nói bạn, nó ăn ngọt như là còi xoài mai á. Càng nhai càng ngọt nha. Rộm 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 rộm. Đứng như này trong nước rồi. Đào hoa kìa. Đào ngồi. À, rồi bạn ăn ngồi miệng quá. Đây lần đầu tiên mà mình ăn cái con ốc, ốc chú nàng mà nó bự dữ vậy các bạn. Bự kinh khủng luôn. Đấy. Thì nãy giờ mình ăn mình đã review rồi hai bạn ha. Rồi cái bữa ăn hôm nay kết thúc bạn, nếu ăn nữa ăn đau hai bên này quá. Đấy, không ăn nổi nó, cái phần đầu nó dai quá. Nhưng mà cái phần trắng trắng mà mình nói với các bạn nó ngọt. Các bạn càng nhai nha. Mình ghi các bạn khi mà ăn hải sản á thì các bạn càng nhai thì cái độ ngọt của nó cũng ngọt hậu á, nó sẽ làm cho mình cái cảm giác nó đã gì đâu á. Phải nhớ là cái ăn hải sản thì các bạn phải nhai thật kỹ thì sẽ tận hưởng được cái vị ngọt và vị ngon của hải sản các bạn. Đấy rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn bấm nút subscribe để ủng hộ mình ha. Rồi tạm biệt.